Tối nay Ngọc đi cùng với ông đến nhà chú Lâm ăn cơm nhá. Ông ơi, ông không hẹn trước nên tối nay cháu có việc bận rồi ạ. Không thích đi với ông chứ gì. Hôm nay bên nhà anh Lâm có việc gì ạ? Cũng không có gì. Chẳng qua là Cao Dược có chú Lâm là người có công, có sức, giờ lại là cổ đông lớn. Bố cũng rà soát hết rồi. Chỉ có gia thế của chú Lâm là thích hợp với gia đình nhà mình. Hai đứa con của chú ấy cũng chưa lập gia đình, nhưng cũng rất ưu tú đấy. Anh Lâm có một trai một gái phải không bố? Ừ. Bố sẽ đưa cả thằng Chí đi. Bố, Chí thì con không nói, nhưng còn con bé Ngọc, nếu bố tính đến chuyện hôn nhân thì bố phải bàn với con chứ. Ông ơi, cháu vẫn còn trẻ lắm ạ. Cháu chưa nghĩ đến việc lấy chồng đâu. Có phải con và các cháu cho là bố áp đặt có đúng không? Nhưng bố không còn nhiều thời gian. Thu xếp được cái gì thì thu xếp. Ngoài ra bố không ép cơ mà. Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ, chỉ là một bữa ăn. Bố cần phải gặp, quan sát, tìm hiểu, rồi sau đó có tính gì mới tính. Ông ơi, hay là ông cứ qua nhà chú Lâm trước, còn Chí với Ngọc thì để sau được không ạ? Cao Dược, nếu đứng trước một cơn sóng to gió lớn mà được chú Lâm ủng hộ thì đó là một điều yên tâm nhất. Mà để có được sự ủng hộ đó thì không gì thuận lợi bằng nếu là người cùng nhà. Đó là điều ông mong muốn nhất. Và cháu yên tâm, không bao giờ ông đẩy cháu gái của ông vào bất hạnh. Các cháu cứ tìm hiểu đi, rồi hãy quyết định phù hợp hay không phù hợp. Lần đầu tiên ông được ở riêng với bốn cháu, vui thật. Hai bà chị xách hai đứa em xù lông xù cánh để bảo vệ cho em thơ à? Hay là sợ ông già này ép hôn, làm một cuộc hôn nhân trao đổi lợi ích? Cùng một vấn đề mà phải chia làm hai phe. Tại sao bốn đứa không ngồi lại với nhau, bàn bạc thống nhất rồi đến gặp ông? Trong nhà mà còn chia rẽ thì nay mai có khó khăn, Cao Dược biết dựa vào ai, dựa vào đâu? Mà ăn một bữa cơm thì chết người à? Hả? Mà để cho ông già sắp xuống lỗ này cứ phải nhìn đông ngó tây là thế nào? Còn bốn đứa cháu chỉ có việc còn con thôi mà cũng dấy lên như đỉa phải vôi ấy là thế nào? Mà có ai bắt ăn xong bữa cơm thì ký ngay vào tờ kết hôn mà phải sợ? Được rồi. Tối nay nếu đứa nào không đi thì không còn là cháu ông nữa. Đi. Tất cả ra khỏi phòng. Đi. Cháu xin phép ông ạ. Cháu xin phép ông ạ. Cháu xin phép ạ. Cháu chào ông ạ. Ông đã nói như vậy rồi thì đừng có cãi nữa. Chí và Ngọc chuẩn bị đi, tối đi với ông. Cứ thế này á, ông mà đập bàn thêm cái nữa, chắc là em đẻ năm nứa con mất. Đến đâu rồi tính đến đó, mấy đứa về làm việc đi.